Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Kính thưa quý vị, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn là một hướng đi tất yếu, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta thiếu hụt trầm trọng nhân lực trong sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh như vậy thì anh Phạm Văn Hát đến từ tỉnh Hải Dương đã mầy mò nghiên cứu và sáng tạo ra một chiếc máy lên luống gieo hạt có thể phù hợp với nhiều quy mô sản xuất và được rất nhiều người tin tưởng sử dụng. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về chiếc máy này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với hai đội chơi có mặt trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu đội Công Nghệ Xanh. Đội Công Nghệ Xanh đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của bạn Bùi Quang Huy và bạn Hoàng Thị Ngon. Xin được trân trọng giới thiệu đội Sáng Tạo Trẻ. Đội Sáng Tạo Trẻ đến từ Đại học Thủy Lợi với sự hiện diện của bạn Nguyễn Diệu Linh và bạn Trần Duy Hậu. Và tất nhiên không thể thiếu trong mỗi chương trình Sáng Tạo Việt đó là sự hiện diện của hai thành viên hết sức quan trọng, hai thành viên từ ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của luật sư Vũ Mạnh Hùng, giám đốc công ty luật Vũ Gia và Cộng sự. Xin cảm ơn quý vị và xin mời hai đội chơi chúng ta tiếp tục phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ 3 trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, ở phần 3 này thì chương trình sẽ có hai tình huống cùng với hai câu hỏi dành cho các đội chơi chúng ta liên quan đến các kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, cũng như các kiến thức về khởi nghiệp, thành lập và điều hành doanh nghiệp. Sau mỗi một tiểu phẩm thì chúng tôi sẽ dành cho các đội chơi chúng ta một câu hỏi và nhiệm vụ của các đội chơi đó là bấm đèn lựa chọn phương án trả lời A, B hoặc C. Bấm đèn trước trả lời đúng các bạn có 500 điểm. Bấm đèn trả lời sau, trả lời đúng các bạn chỉ có 300 điểm mà thôi. Và phần thi thứ 3 này thì chúng tôi dành cho hai đội chơi một lần duy nhất đặt cược chữ S may mắn để cược điểm. Nếu sử dụng chữ S may mắn, trả lời đúng các bạn sẽ được nhân đôi điểm số ở câu trả lời đó. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi sẽ trừ đi của các đội chơi 250 điểm. Hy vọng là cả hai đội chơi chúng ta sẽ thi đấu thật tốt ở phần thi thứ 3 này. Xin mời hai đội chơi theo dõi đoạn phim tình huống đầu tiên. Tôi thật không hiểu các cô, các cậu đã làm cái gì nữa. Tại sao trải qua bao nhiêu là khâu kiểm tra, rà soát, thế mà cái lô bình nước đun nóng của chúng ta vẫn không đạt quy chuẩn kỹ thuật như là chúng ta công bố. Thế là thế nào hả? Dạ, sếp bình tĩnh ạ. Dạ, báo cáo sếp là hôm đấy em đã cho một cuộc họp bất thường để rút kinh nghiệm kiểm điểm sâu sắc ạ. Và cái cậu Khương ấy là chịu trách nhiệm hôm đấy em đã kỷ luật. Dạ, nếu còn tiếp tục tái phạm thì em nghĩ là cho đuổi việc ạ. Hay, hay. Ông nói rất hay. Thế nhưng mà ông nên nhớ, ông là trưởng phòng sản xuất, ông không tránh khỏi trách nhiệm đâu nhá. Cái quan trọng ấy là bây giờ chúng ta cần phải nghĩ ra nguyên nhân với lại làm sao khắc phục hậu quả một cách tốt nhất, hiểu chưa? Này, ông đừng đá quả bóng trách nhiệm ra cho tôi nhá. Ông nên nhớ ấy, ông chính là cái người trực tiếp ký đề xuất cái lô hàng này đấy nhá. Thôi, hai cậu không phải đổ lỗi cho nhau nữa. Tôi triệu tập tất cả lên đây là để mọi người bàn bạc và đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả cho cái lô hàng đấy. Dạ thưa sếp, em nghĩ chúng ta nên công khai xin lỗi khách hàng và thu hồi toàn bộ các sản phẩm không đạt quy chuẩn về ạ. Này, công khai xin lỗi khách hàng khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Mà này, cứ nói là không đạt chuẩn thôi, nhưng mà gọi là những cái linh kiện không đạt chuẩn một chút. Đúng. Cái quan trọng nhất ý, em biết cái chi phí mà thu hồi sản phẩm nó lớn thế nào không? Em biết là chi phí sẽ rất lớn, nhưng nếu lô hàng này làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của công ty thì tổn thất sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Quá, em cứ quan trọng hóa vấn đề lên làm cái gì không biết nữa. Dạ, báo cáo sếp, theo em ấy là chúng ta cứ im coi như là không có chuyện gì xảy ra cả sếp ạ. Chẳng ai rảnh rỗi mà lại mang sản phẩm của chúng ta đi kiểm tra với lại đánh giá làm gì đâu sếp. Hai anh nói như thế là quá chủ quan rồi đấy. Nếu những sản phẩm lỗi này đến tay khách hàng mà họ bị làm sao ấy, lúc đó báo chí rồi các cơ quan chức năng vào cuộc, công ty của chúng ta sẽ bị xử phạt, mà mức xử phạt sẽ rất nặng đấy. Khổ quá, em cứ thổi bùng sự việc với làm cái gì không biết nữa. Cùng lắm là bị phạt mấy chục triệu chứ gì. Mà mấy chục triệu ấy thì để cứ để. Cậu chi? Đấy chỉ là mức phạt đối với cá nhân thôi. Còn với các tổ chức doanh nghiệp như chúng ta, mức phạt sẽ lớn hơn gấp nhiều lần, thậm chí là 2 đến 3 lần. Không những thế, chúng ta còn phải bồi thường thiệt hại và thu hồi các sản phẩm lỗi về. Sao đây có chuyện đấy nhỉ? Này, cùng là một hành vi vi phạm thì tổ chức hay cá nhân mà vi phạm ấy thì mức xử lý phải giống nhau. Đúng rồi, thế làm gì có chuyện như thế. Thôi, việc này không bàn cãi nữa. Tôi thấy từ nãy tới giờ cô Hương nói rất đúng đấy. Cái sự việc đã đến nước này rồi mà hai cậu vẫn chưa lường được hậu quả của nó à? Cô Hương,
cô lên cho tôi giải pháp thu hồi sản phẩm một cách nhanh nhất. Vâng ạ. Sếp. Sau khi đã theo dõi đoạn phim tình huống, câu hỏi dành tới cho hai đội chơi như sau. Theo nghị định 80/2013 NĐ-CP của Chính phủ, cùng một hành vi vi phạm quy định về đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm bằng mấy lần mức phạt đối với cá nhân vi phạm? A. 1 lần, B. 2 lần hay C. 3 lần? Xin mời hai đội chơi. Như vậy là không có đội chơi nào lựa chọn chữ S may mắn để cược điểm. Và với suy nghĩ rất nhanh thì đội sáng tạo trẻ các bạn lựa chọn phương án C là câu trả lời. Sau đó thì hai thành viên của đội công nghệ xanh các bạn cũng lựa chọn phương án C. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải chờ đáp án chính xác từ chương trình là gì. Sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ý kiến tư vấn của chuyên gia để biết phương án trả lời nào là phương án trả lời đúng. Xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Theo quy định tại khoản 2, điều 3, nghị định 80/2013 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thì nghị định này, mức tiền phạt quy định tại nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được giảm đi một nửa, trừ quy định tại điều 11, điều 12, điều 13. Vì quy định tại điều 11, điều 12, điều 13 đã quy định cụ thể các mức phạt tiền cho cá nhân và tổ chức. Như vậy, đáp án B là đáp án chính xác nhất. Như vậy, với lời giải thích này, đáp án B mới là phương án trả lời đúng. Rất là tiếc, hai đội chơi thì không có đội nào trả lời chính xác ở câu hỏi này cả. Và như vậy, sau khi vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3, mức điểm của đội công nghệ xanh ở thời điểm tại đó là 3.400 điểm, tương đương với 3.400.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Đội sáng tạo trẻ và điểm số các bạn ở thời điểm hiện tại sau khi vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 đó là 3.600 điểm, tương đương với 3.600.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội công nghệ xanh, các bạn trở thành đội thắng cuộc để bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt, phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội công nghệ xanh. Ngày hôm nay thì các bạn thi đấu rất tốt và cuối thì chúng ta may mắn một chút thôi đúng không ạ? Nhưng các bạn rất quyết đoán đưa ra câu trả lời đúng, sử dụng chữ S may mắn để đặt cược, nâng cao điểm số và bây giờ thì trở thành đội thắng cuộc. Bước vào phần thi cuối cùng này, ở phần thi đặc biệt thì chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi ấy trong khoảng thời gian rất ngắn là 60 giây thôi. Chúng ta có 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Và nếu như trong khoảng thời gian ngắn là 60 giây trả lời hết được cả 5 câu hỏi này thì hai thành viên của đội công nghệ xanh sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Hy vọng là các bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau để có thể thi đấu thật tốt ở phần thi này. Cả hai bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. 60 giây bắt đầu. Câu 1, theo nghị định số 27/2017 NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây được bổ sung là cơ quan có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ? A. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. B. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. C. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ. A. Đúng. Câu 2, thẩm quyền quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao thuộc về: A. Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ. B. Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. C. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. C. Sai. Câu 3, tổ chức sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng có thể bị áp dụng mức xử phạt nào sau đây? A. 2 triệu đến 6 triệu đồng. B. 6 triệu đến 10 triệu đồng. C. 10 triệu đến 16 triệu đồng. B. Đúng. Câu 4, mức phạt đối với tổ chức có hành vi không thực hiện chứng nhận hợp quy trong sản xuất sản phẩm hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy là: A. 5 đến 10 triệu đồng. B. 20 đến 50 triệu đồng. C. 50 đến 100 triệu đồng. A. Sai. Câu 5, hành vi bán sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng có thể bị phạt tiền bằng bao nhiêu lần tổng giá trị sản phẩm hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm? A. 1 đến 3 lần. B. 3 đến 5 lần. C. 5 đến 7 lần. À. Đúng. Câu 2, thẩm quyền quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kết luận nhưng không phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ giao thuộc về: A. Chánh thanh tra Sở Khoa học Công nghệ. B. Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. B. B là lựa chọn của các bạn. Và đó rất tiếc không phải là lựa chọn chính xác. Lựa chọn chính xác là phương án A. Và thực là một thử thách rất là lớn đúng không ạ? Bởi vì câu hỏi khá là dài. Các bạn, chúng tôi hiểu là các bạn cố gắng rất là nhiều rồi, nhưng mà quả thực là nếu như chúng ta không có đủ thời gian để tính toán
trả lời thì rất khó để có thể vượt qua được cái thử thách rất là khó ở phần thi đặc biệt này. Tuy nhiên thì các bạn đã làm rất tốt ở chương trình ngày hôm nay, một số điểm có thể chấp nhận được đúng không ạ? Hy vọng là hai thành viên của đội đã có một ngày rất là vui vẻ với chương trình sáng đặc biệt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì hy vọng là dự án khởi nghiệp của các đội chơi cùng với những đóng góp ý kiến của các thành viên ban giám khảo sẽ giúp cho anh Phạm Văn Hát có thể nâng cấp chiếc máy đánh uống gieo hạt của mình, đồng thời nhanh chóng có thể đưa được chiếc máy này ra ứng dụng rộng rãi cho thị trường để giúp cho bà con nông dân chúng ta đỡ vất vả trong việc sản xuất nông nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.